kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Âm sắc Hương Bình. Thưa quý vị và các bạn, Ưng Bình Thúc Già Thị, một nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn xứ Huế nửa đầu thế kỷ 20, được nhiều người yêu mến bởi tài thơ, bởi tính khiêm cung bình dị. Ông là cháu nội của ông Hoàng Thi Sĩ Tuy Lý Vương Miên Trinh. Ưng Bình đã để lại trong kho tàng văn học nước nhà một sự nghiệp sáng tác đồ sộ với hơn 1.000 bài thơ tiếng Việt, tập thơ chữ Hán Lộc Minh Đình Thi Thảo hơn 200 bài và nhiều tác phẩm có giá trị khác. Và trong sự nghiệp sáng tác của ông thì không thể không nhắc đến các làng điệu hò và ca Huế. Những bài ca ấy đã trở thành di sản quý báu của quê hương, đóng góp một phần không nhỏ cho việc gìn giữ và phát triển nghệ thuật ca Huế. Chương trình Âm sắc Hương Bình hôm nay, chúng ta hãy cùng thưởng thức những bài bản ca Huế nhẹ nhàng êm ái và để lại ấn tượng sâu đậm qua nhiều thế hệ của tác giả Ưng Bình Thúc Già Thị. Thank you.
câu hò mã nhì, chiều chiều trước bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông, của tác giả Ưng Bình, từ một bến sông Hương đã lan tỏa vòng ngân khắp mấy trời Âu Á. Người ở quê nhà, kẻ tha phương, tất cả đã tiếp nhận câu hò với niềm yêu nỗi nhớ. Câu hò mà có ai đến Huế không yêu không thuộc. Và chính nhờ nội dung câu hò này được phổ biến rộng rãi mà điệu hò mã nhì được người trong cả nước gọi là hò Huế. Mày
Vì tác giả Ưng Bình đã có một thực tế sống rất phong phú vì đã hòa nhập vào cuộc đời từ chốn quan trường đến nơi dân dạ. Chính thực, đây là chất liệu giàu có để Ưng Bình sáng tạo nên những tác phẩm ca Huế đáp ứng được tâm lý của nhiều tầng lớp quần chúng, từ trí thức, sĩ phu đến người lao động. Từ cuộc hò giả gạo ở làng quê dưới ánh trăng đêm, đến những buổi ca Huế thỉnh phong của bảng tri âm, hay chương trình ca Huế trên sông Hương làm ấm lòng du khách. Lời ca của Ưng Bình luôn làm cho những vòng tay nổi rộng nghĩa tình và niềm nhân ái giữa người với người, giữa người với thiên nhiên. Thân ngắm lại
trên sông mơ màng chưa chán, chưa chán tình từ mang thương mang biệt. Quý vị, những câu hò mãi nhì, những bài bản ca Huế của tác giả Ưng Bình Thúc Gà Thị đã vang ngân trong lòng người năm châu bốn bể. Chắc Huế trong những sáng tác của ông là một cái gì đó thanh nhã, dịu dàng và kiêu sa đài cát. Với một tâm hồn phóng khoáng, một đời thơ hào sảng mà tao nhã, cùng sự đồng điệu giữa người và thiên nhiên trong những sáng tác ca Huế, Ưng Bình Thúc Gà Thị đã sống mãi trong lòng dân xứ Huế, như sông Hương chảy mãi không ngưng nghỉ mạch tình. Chương trình Âm sắc Hương Bình đến đây cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.